Xin kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay tại khu vực Bắc Bộ vẫn là không mưa, khô hanh và rét buốt. Đồng thời do không khí lạnh khô kết hợp với trường gió phân kỳ tây bắc trên cao, tạo điều kiện cho thời tiết ít đến quang mây, nắng sớm nhưng nhiệt cao nhất ngày chỉ dao động trong khoảng là từ 17 cho đến 19 độ. Ngoài ra do trời quang mây nên vào đêm và sáng thì mặt đất tiếp tục lạnh đi do hiện tượng phát xạ nhiệt mạnh vào trong không khí làm nhiệt độ giảm thấp. Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực đồng bằng là từ 7 cho đến 9 độ, vùng núi là từ 4 cho đến 6 độ và vùng núi cao nhiệt độ còn giảm xuống mức là từ 2 cho đến 4 độ. Trời rét buốt. Các tỉnh miền Trung vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Tuy nhiên thì trường phân kỳ trên cao cũng mở rộng nên mưa ở khu vực Trung Trung Bộ có xu hướng giảm, chỉ xảy ra mưa nhỏ vài nơi với lượng không nhiều. Tại khu vực Bắc Trung Bộ thì trời cũng khá quang mây, nền nhiệt thấp, trời rét đập với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng, chỉ phổ biến ở trong khoảng là từ 8 cho đến 10 độ. Một số nơi tại vùng núi thì nhiệt độ còn giảm xuống 7 độ và trời rét buốt. Khu vực Trung Trung Bộ thì nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét với nhiệt độ trung bình ngày giao động trong khoảng là từ 16 cho đến 17 độ. Còn tại các tỉnh Nam Trung Bộ thì mây thay đổi, ít mưa, ngày nắng, đêm và sáng thì trời xe lạnh với nhiệt độ phổ biến là từ 19 cho đến 21 độ. Mùa khô vẫn đang tiếp diễn tại khu vực Tây Nguyên và cả khu vực Nam Bộ nên thời tiết trong ngày hôm nay tại các khu vực này ít biến đổi so với 24 giờ trước. Trời không mưa và có nắng sớm. Tại Tây Nguyên thì trời rét khá sâu vào đêm và sáng với nhiệt độ giao động trong khoảng là từ 12 cho đến 15 độ. Còn tại Nam Bộ vào đêm và sáng thì không chỉ có miền Đông mà cả tại miền Tây Nam Bộ trời cũng se lạnh với nhiệt độ chỉ ở khoảng là từ 20 cho đến 21 độ. Tại miền Đông Nam Bộ thì trời còn rét nhẹ với nhiệt độ ở khoảng là từ 17 cho đến 18 độ. Tiếp theo là những dự báo chi tiết cho các đô thị lớn trên cả nước. Thưa quý vị, tại thủ đô Hà Nội ngày hôm nay thì trời tiếp tục là không mưa, nắng sớm nhưng trời thì vẫn rất đậm với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng thì tiếp tục giảm khá sâu và ở khoảng là từ 8 cho đến 10 độ. Trưa và chiều thì do nằm trong khối khí lạnh có cường độ mạnh và khô nên nhiệt độ chỉ lên mức là từ 18 cho đến 19 độ, đồng thời thì độ ẩm ban trưa rất thấp, chỉ ở khoảng là từ 45 cho đến 50%. Trời rét đậm kéo dài là nguyên nhân khiến cho trẻ nhỏ mắc các bệnh về đường hô hấp, tiêu chảy, viêm da gia tăng. Các chuyên gia y tế khuyến cáo rằng người lớn luôn cần giữ ấm cho trẻ, khi trẻ có hiện tượng ho sốt thì cần đưa đi khám ngay và khám ở các cơ sở y tế gần nhất để tránh trẻ bị nhiễm lạnh thêm. Tại thành phố Hải Phòng thời tiết trong ngày hôm nay cũng tương tự như tại thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên thì do nằm ở phía đông bắc nơi mà không khí lạnh tác động sớm và nhiều hơn nên nhiệt độ tại khu vực này giảm thấp so với thủ đô Hà Nội. Với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng chỉ dao động trong khoảng là từ 7 cho đến 8 độ. Vào trưa và chiều thì trời còn nắng, nhiệt độ cũng chỉ dao động trong khoảng là từ 17 cho đến 18 độ. Độ ẩm ban trưa tại thành phố thì cũng chỉ đạt ở khoảng là 57%. Tiếp theo, tại thành phố Đà Nẵng thì trời vẫn rét do ảnh hưởng của không khí lạnh với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng chỉ ở khoảng là từ 16 cho đến 17 độ. Do trường phân kỳ trên cao hoạt động nên mưa ít có khả năng xảy ra. Vào trưa và chiều thì trời vẫn còn nhiều mây nhưng cũng chỉ là một màn mây mỏng và nhiệt độ cao nhất ngày giao động ở mức là từ 21 cho đến 23 độ. Nhưng có một điều đáng lưu ý với bà con ngư dân ven biển là gió đông bắc ngoài khơi thì vẫn còn hoạt động mạnh với cường độ là cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 nên biển động. Bà con tuyệt đối không ra khơi trong tình trạng gió mạnh, sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu thuyền và cả tính mạng. Thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh hầu như là không có sự biến đổi so với 24 giờ trước với kiểu thời tiết là không mưa và có nắng nhiều. Tuy nhiên vào đêm và sáng thì không khí lạnh khuếch tán khá mạnh xuống phía Nam nên nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh cũng giảm khá thấp chỉ ở khoảng là từ 17 cho đến 19 độ. Nên nhiệt độ như vậy với người dân miền Bắc là hết sức bình thường, nhưng với người dân phía Nam thì có khí hậu nhiệt đới quanh năm nóng thì cũng có thể coi là tương đối rét. Nên khi ra ngoài trời trong thời điểm đêm và sáng, quý vị nhớ mặc thêm áo ấm tránh sự biến đổi đột ngột về nhiệt độ có thể gây cảm lạnh. Vào trưa và chiều thì do trời có nắng nên nhiệt độ tăng nhanh lên mức là từ 30 cho đến 32 độ. Độ ban trưa tại khu vực này cũng rất thấp, phổ biến ở mức là 55%. Thành phố Cần Thơ cũng có thời tiết ổn định theo kiểu không mưa, ngày nắng và khô giáo. Nằm xa hơn về tỉnh về các tỉnh miền Tây Nam Bộ, không khí lạnh chỉ tác động yếu nên vào đêm và sáng thì trời hơi xe lạnh với nhiệt độ vào khoảng là từ 21 cho đến 22 độ. Vào trưa và chiều thì thời tiết cũng mát mẻ với nhiệt độ chiều khoảng là từ 28 cho đến 29 độ, độ ẩm trung bình ở khoảng là 75%. Đến đây bản tin thời tiết đô thị ngày 16 tháng 1 trên kênh VTC14 cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.